Chào các bạn, hôm nay mình cùng đi view về thăm vườn sồi ở An Giang. Vườn sồi đang vào mùa ra hoa đậu trái. Khu vực này thì những cánh đồng sồi nối liền tiếp ly dậy như những gừng sồi. Đây, những hoa sồi đã đậu trái. Đây là những mương nước, nước tưới tiêu để phục vụ cho vườn. Những gừng liên dãy tạo nên một gừng cây xanh mát rượi. Vào thời điểm này là tầm khoảng hơn 2 giờ, trời bên ngoài nắng rất là gắt, nhưng trong vườn sồi này chúng ta không cảm nhận được cái nắng. Như chúng để che hết những ánh nắng, còn những ánh nắng lè lét chiếu xuyên vào những tảng đá. Đây các bạn có thể nhìn thấy rất là mát. Những nơi không có sồi, những nơi ngoài thì rất là nắng. Trong những vườn này ta có thể thoải mái nghỉ ngơi, dằng một cái võng đung đưa thật là lý tưởng. Còn đây là những con đường mòn để chạy xe len qua những vườn sồi để chăm sóc sồi cũng như vận chuyển những sồi thu hoạch. Đây là những đường nội đồng. Đây bên đây một khu vườn sồi, sồi này cũng tầm khoảng 10 năm tuổi. Đây những con đường mòn. Và đây là vườn nhãn y đỏ. Bóng mát của vườn nhãn y đỏ thì nó sẽ ít hơn, nên ánh nắng chiếu vào nhiều hơn. Nhãn y đỏ thì giờ mùa này thì chưa có tạo hoa lại, chúng mới thu hoạch cách đây cũng vài tháng nên đang trong thời gian phục hồi. Đây một mảnh đất lúc trước mảnh gãy, sau này xung quanh lên vườn đất bỏ hoang cũng gần ở 10 năm nay không có trồng gì hết. Các bạn có thể thấy những cái cỏ của ngô mai dương lên rất là dày đặc. Đây là mảnh đất quang. Đây cũng là vườn nhãn y đỏ. Chúng ta men theo đường cổ đi dậy vô. Đường cổ thì là đường di chuyển nội đồng. Đây là vườn sồi Hòa Lộc. Đây, những vườn sồi này trồng lúc trước trồng rất là dày,
Bởi sao thì người ta trồng cá thưa ra, ta lấy chiếc bớt để trái xoài. Và đây là mảnh đất trong vườn ương cây sầu riêng. Bây giờ là những cây sầu riêng người ta đã thu hoạch cây giống rồi, còn lại mảnh đất trống. Đây là vườn quýt đường. Đây thì trồng quýt ít không nhiều, chỉ có 1-2 vườn cho trái tốt. Và đây là vườn quýt đường rất là tốt. Đây là vườn sồi quả lộc đang cho bông. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ, thư giãn, thoải mái. Chúc các bạn thư giãn khi xem clip trên MTA TV. Chào và hẹn gặp lại.